Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Huyền Trang lại có mặt ở một địa điểm rất quen thuộc, đó chính là DK Ice Brow and Beauty. Nhưng ngày hôm nay thì Huyền Trang sẽ không làm lông mày hay môi vì Huyền Trang đã làm rồi. Ngày hôm nay Huyền Trang sẽ làm về một dịch vụ mà Trang nghĩ là mùa hè thì rất nhiều những chị em đều quan tâm. Và bây giờ thì mọi người hãy theo chân Huyền Trang để xem là ngày hôm nay Huyền Trang sẽ làm dịch vụ gì nhé. Lần nào đến DK chưa đến cửa cũng đã cảm thấy sự xinh đẹp rồi, và lần này thì mình lên luôn tầng 2, đó chính là DK Clinic and Beauty. Đây chính là nơi để làm da và triệt lông. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng dịch vụ triệt lông của DK. Từ đầu là mình chỉ ý định là triệt lông nách thôi, thế nhưng sau khi nghe bạn tư vấn thì mình đã quyết định triệt thêm, đó chính là lông mép, là chỗ lông thừa, chỗ lông mày nữa. Và các bạn nói là khi mình trượt những phần lông ở trên mặt như thế này đi sẽ giúp cho mặt trông sáng sủa hơn. Và giờ thì sẽ cùng thực hiện nhé. Sau khi cạo xong các phần lông ở những cái phần mà mình muốn triệt thì sau đó thì các bạn chuyên viên sẽ bắt đầu đi máy. Các bạn thấy không, cảm giác đi máy rất là nhẹ nhàng. Bên đi cạnh lưu ý với mình đó là khoảng thời gian để làm lại lần hai sẽ là sau khoảng 10 đến 15 ngày và làm liệu trình trong vòng 4 lần là xong rồi. Thực ra sau 2 lần triệt là Trang đã thấy gần như không lên lông nữa rồi. Nên lông thì yếu hẳn luôn, giờ chỉ cần biết bệnh là lông cũng đi luôn rồi ấy. Bây giờ thì mọi người hãy cùng xem thành quả của Trang nhé.